Lúc ấy, vừa nghe Bồ Tát Địa Tạng bảo chứng là tất cả chúng sanh sẽ sớm thành Phật, Đức Phật Thích Ca quá đỗi vui mừng nên buộc miệng khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: "Lành thay, lành thay, tốt lắm, tốt lắm." Đức Phật nói hai lần như thế. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật ba lần, Phật khen ngợi Bồ Tát hai lần: "Lành thay, lành thay." Như vậy chứng tỏ Phật đặc biệt xem trọng Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát xứng đáng là một vị đại Bồ Tát. Ta hỗ trợ cho điều ông muốn để ông thành tựu được các hoằng thệ nguyện đã lập từ số kiếp lâu xa đến nay. Đức Phật nói: "Ta sẽ giúp ông việc gì đây? Ta hoan hỷ giúp ông những việc mà ông thích để cho các thệ nguyện rộng lớn mà ông đã lập từ vô số kiếp lâu xa trở lại đây đều chống được thành tựu." Hoằng thệ nguyện là những lời thệ nguyện rộng lớn, tiêu biểu là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mỗi ngày chúng ta đều nên tự hỏi: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thế thì mình hiện đang độ người ta hay người ta đang độ mình? Mình có độ được chúng sanh chăng? Có phải ban đầu mình tin theo đạo Phật nhưng sau đó lại bị tôn giáo khác độ mất? Có thể là sau khi quý vị tin theo đạo Phật thì được nghe nói về việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên giá thập tự thật cao cả, vĩ đại, nên quý vị lại muốn theo đạo Thiên Chúa. Nếu thế thì đó là quý vị bị người độ, chứ không phải là quý vị độ được người. Vậy chúng ta phải thường xuyên tự xét mình có đang độ vô biên chúng sanh, đoạn vô tận phiền não, học vô lượng pháp môn và sẽ chứng đắc Phật đạo vô thượng hay chăng? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là chúng ta cần phải tự hỏi rằng mình đã dứt sạch phiền não chưa? Nếu người nào hơi nặng lời với mình một tí thì mình có sanh lòng sân hận hay không? Và có dấy khởi cái tâm đại vô minh hay không? Quý vị cần phải quán xét mình có như vậy hay không. Nếu có, tức là quý vị chưa đoạn trừ được phiền não. Còn nếu không có thì cũng chưa thể khẳng định được là quý vị đã hết phiền não. Phải chờ cơ hội để thử thách thêm mới biết chắc được quý vị có thật sự dứt sạch phiền não hay chưa. Nếu không dứt trừ phiền não thì việc học Phật Pháp chỉ là hình thức. Phải đoạn trừ được phiền não thì mới là thật sự lãnh hội được nội dung của Phật Pháp và đích thực tiến vào biển lớn Phật Pháp. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đường vào Phật Pháp thì vô lượng vô biên. Nói là có 8.000-4.000 pháp môn, song đó chỉ là một con số tổng thể chung chung. Chứ thực tế làm sao chỉ có 8.000-4.000 mà thôi được? Kỳ thực có đến vô lượng vô biên pháp môn. Cho nên nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Quý vị chớ nghĩ rằng mình học chú Lăng Nghiêm và thuộc được chú Lăng Nghiêm là đủ rồi. Phải biết rằng Đại Tạng Kinh trong Phật giáo ví như đại dương mênh mông vậy. Không thể chỉ mới học được đôi chút bằng chừng một giọt nước, một mảy lông, một hạt cát hay một hạt bụi mà có thể hiểu rõ được Phật Pháp. Nếu quý vị thực sự thấu suốt Phật Pháp và được uống nước của biển Phật Pháp, nếu chỉ một hớp mà có thể uống cạn hết nước trong biển ấy thì tức là quý vị hiểu được Phật Pháp. Nhưng nếu một hớp mà không uống cạn được nước biển đó thì còn phải học tập rất nhiều. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, không cần chứng minh thì cũng biết là chúng ta chưa thành Phật. Bởi nếu thành Phật rồi thì chúng ta không còn thắc mắc gì nữa, mọi vấn đề đều được giải quyết xong xuôi. Do đó chúng ta chớ nên chưa thành Phật mà lại tự mạo xưng mình là Phật. Như có người khoác lác rằng: "Này, không phải chỉ một mình tôi là Phật thôi đâu, mà ông cũng là Phật nữa đấy. Everybody is a Buddha." Những người như thế là Phật gì? Là Phật phiền não, Phật tham lam, Phật sân hận hay là Phật si mê? Họ là vị Phật nào? Cho nên hàng người dám thốt ra những lời ngạo mạn như thế quả thật là không biết hổ thẹn. Quý vị không nên chạy theo hạng người lầm lạc, cứ tưởng mình là đúng đó. Những kẻ chưa thành Phật mà dám nói mình là Phật, chưa đắc đạo mà dám nói là đã đắc đạo. Cho nên quý vị đừng bao giờ bắt chước những kẻ tăng thượng mạng ấy. Đức Phật lại bảo Địa Tạng Bồ Tát: "Việc quảng độ xong rồi, một khi hoàn tất việc cứu độ chúng sanh rộng lớn ấy,
ông liền chứng quả Bồ Đề. Vậy thì lúc ấy là lúc nào? Bao giờ Địa Tạng Bồ Tát mới chứng được đạo quả Bồ Đề? Không có thời điểm chính xác, có thể là cho đến lúc cùng tận của đời Vị Lai. Như thế là Địa Tạng Bồ Tát sẽ chẳng bao giờ chứng được Bồ Đề sao? Điều này thì quý vị khỏi phải bận tâm. Bởi thật ra Địa Tạng Bồ Tát đã chứng quả Bồ Đề từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi. Nếu chưa chứng đắc đạo quả Bồ Đề thì Ngài không thể nào có được thần lực và trí huệ quảng đại đến thế. Đây quả là một thứ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị chớ lo rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát sẽ không khi nào chứng được Bồ Đề, vì Ngài đã chứng Bồ Đề từ lâu lắm rồi. Bây giờ là Ngài chỉ còn đợi cho quý vị chứng quả Bồ Đề, đợi tôi chứng quả Bồ Đề và đợi cho tất cả chúng sanh đều chứng quả Bồ Đề nữa mà thôi. Do đó chúng ta cần phải tinh tấn dũng mãnh tu học để sớm chứng được đạo quả Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Tại sao chúng ta cần phải chứng Bồ Đề? Và chứng Bồ Đề để làm gì? Bồ Đề là phiên âm từ tiếng Phạn và được dịch là giác. Thế thì giác nghĩa là gì? Giác là tỉnh thức, sáng suốt, không mê muội hồ đồ. Vừa rồi có người nói rằng giác tức là không còn vô minh. Đúng đấy, chúng ta phải mau mau đoạn trừ những vô minh của mình thì mới mong sớm chứng được đạo quả Bồ Đề.